Chào mọi người ha, lại là mình đây. Thì có một số anh em hỏi làm sao để có một cây bonsai siêu mini. Thì đơn giản thôi, cắt nó nhỏ xíu thì nó thành con cây bonsai siêu mini thôi. Đó. Giờ có ba cái phôi sát bộ đế này nè. Anh em nhớ chừa một cái mắt nha. Đó. Ở đây có cái mắt này nè. Có cái mắt ở đây nè, thấy không? Cứ vậy thì cứ bấm ngang đây thôi thành cây bonsai siêu mini rồi. Xong rồi thoa keo liền xẹo lên. Đơn giản thôi. Cắt xong cứ để vậy nha mọi người. Để vậy khi nào cho nó lên tược. Nếu cây được cái nhánh này nè. Để khi nào nó lên tược thì là chút khúc sau thì sẽ làm tiếp, giới thiệu tiếp nè. Quất ngang đây cái rồi xong chừa một cái nhánh đây càng tốt nha mọi người, có nhánh thì chừa nhánh, không có thì chờ cho nó lên. Cứ chừa một phát. Hôm nay làm cắt ba cây quá đã, quá xứng tay. Có chút xíu rồi nha, có một đống tay thôi. Rồi sẽ cho anh em coi cái cây mà anh đã cắt mấy ngày trước. Mình lấy trúng cái cây nó, cái cốt nó hơi to xíu rồi mọi người, nhưng mà nó vẫn lùn, vẫn demo cho anh em xem được ha. Chỉ chờ những cái nhánh ngoài đây nha mọi người. Đây chờ nè, những cái nhánh mà mọc trong đây là cắt bỏ nè, chờ nhánh nhánh ngoài thôi. Anh em vẫn để nguyên những cái cành này nha, vẫn để nguyên luôn. Bây giờ cắt rễ nó. Cắt rễ hết đi. Sâm hương mà dễ sống lắm. Cắt ba cái rễ lên tinh, cắt hết. Rồi giờ cho nó, bây giờ trồng vô cái chậu. Trồng vô cái chậu vừa phải thôi. Trồng vô cái chậu chiều, có chiều cao càng tốt. Nhưng mà cái bề ngang nó nhỏ, mình cho cái rễ đi xuống. Sau này mình dễ múm rễ vô. Chậu trồng cái chậu miệng nhỏ nha. Miệng nhỏ nhưng mà có chiều cao thì càng tốt. Cho cây nó mau phát. Cho cây nó mau nuôi cành. Đó. Bây giờ sẽ kiếm một cây nhỏ hơn làm cho anh em xem ha. Đây này. Có rồi. Sau một thời gian cắt nó sẽ như thế này nè. Giờ múm rễ vô, cắt rễ bớt rễ vô, trồng thì chắc trồng anh em trồng bằng cát đi, nó dễ sống. Rồi chừa như đây ha. Nó thẳng đây là làm cây mini, là một cách mà hay gọi là phá cây đó. Cứ thế như vậy mà trồng tiếp thôi. Nếu cây nào ở dưới đây nó có mắt thì cắt sát dưới đây càng tốt ha. Cây này nó cứ không có mắt nên cắt hơi cao xíu. Cái này nó có ba sen. Đó. Cứ thế làm thôi. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem một mớ cây mình đã cắt sẵn nha, rất là nhiều luôn. Quất ngang hết. Trời, riết cỏ nó cũng đột biến luôn. Rồi sạch cỏ riết mà
Bây giờ nó không chết mà nó ra lá trắng luôn mọi người. Cắt ngang 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 hết ha. Siêu mini mà. Muốn nhỏ thì phải cắt thôi. Này chút xíu chưa được một lóng tay nữa nè. Này bên đây em vừa cắt một mớ cây sam núi, sam trái đây. Đó. Siêu mini. Tại cho nó sống khỏe thì lôi lên cắt rễ nó ha. Tí 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 thôi. Đó. Ở đây cây gì muốn làm cây mini là quất ngang hết. Cứ cắt ngang trước đi. Ví dụ như cây này. Trời ơi nó đã. Chúng ta có cây mai chú khỉ này nè. Ngang luôn à. Đây trời trời khi nào nó mọc nhánh ở đây bắt đầu cắt ngang đi tiếp nha mọi người. Sâm núi này nè. Cắt bằng hết. Này, những cái hàng mà anh em mà đặt nè, những cái phôi sim anh em đặt hàng nè, còn nằm ê hề chưa có ship hàng được. Giờ đi kiếm cái gì cắt tiếp. Đây đây có một lô cây đây. Đó. Đây có một lô cây mini đây. Bây giờ sẽ đè đầu cắt ha. Cắt cái này trước. Đây, này nó có một nhánh ở dưới nè. Quất nó trước đi. Đó. Này có nhánh nè, chịu ở dưới nè. Bụp. Trong đây còn một cây nhánh nè, bụp quá đã, sướng tay. Kim cái nào mắt dài dài cắt tiếp. Đây mày há bưởi, mày há bưởi. Cái này lún nhánh rồi nè, quất nè. Cái này cũng có nhánh luôn nè, quất nè. Cái này sát rễ rồi, chừa một mắt hết. Sướng tay ghê mọi người. Mày hả bưởi. Cây anh em bít thì anh em nhớ cắt chừa một cây nha. Cái điểm này mới quan trọng nè. Nếu anh em có ít cây, anh em nhớ chừa một cây. Đó. Nhớ ví dụ có 5 cây thì cứ chừa 2 cây đi. Lỡ 3 cây, lỡ 3 cây kia nó có chết thì cũng còn 2 cây nó cắt cao cao một tí ha. Cuốn hết. Rồi xong. Vài tháng sau sẽ có một đám siêu mini lùng lực. Giờ nhìn không thấy cái phôi luôn mọi người. Rồi, bây
Bây giờ mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem cái lô mini mình làm mấy tháng trước ha. Cái thằng Ngọc Mai mới thay chậu đó. Đấy nữa nè. Giờ cắt tiếp. Tẻ tiếp. Cứ nó ra thì cứ bấm 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 như cắt ra muốn. Ha 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 ha